Mịt thứ check-in. Vào sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 7, 2021, tại trung tâm thị trấn thứ 11, huyện An Minh. Từ sáng sớm, người dân đã đi chợ truyền thống tại hai địa điểm. Thứ nhất là chợ thứ 11 nằm trong trung tâm thương mại thị trấn thứ 11 và thứ hai là chợ Chồm Hộm nằm khu vực kênh Hạng bên cạnh trung tâm y tế huyện An Minh. Theo cập nhật của Miệt Thứ, thì phần đông người dân đi chợ sớm ngày hôm nay là họ lo ngại về việc bị cấm ra khỏi nhà trong 14 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sẽ được thực hiện vào ngày 19 tháng 7, tức là ngày mai, và họ cũng không muốn ra khỏi nhà đi chợ mỗi ngày. Và thêm một lý do nữa là mọi người nghĩ rằng không ai đi chợ thì ngoài chợ sẽ không có ai để bán. Và đó cũng là lý do và tâm lý chung của các tiểu thương ở chợ thứ 11 hiện nay. Họ nghĩ rằng không ai đi chợ nên cũng không cần phải bán. Và họ cũng không biết rằng mình có được bán trong 14 ngày giãn cách sắp tới hay không. Và theo quan sát của Miệt Thứ thì ngày hôm nay người dân tập trung phần lớn thời gian để lựa chọn các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ quả có thể dự trữ 2-3 ngày trong tủ lạnh. Một số gia đình thì có người già, trẻ em, người đang bệnh thì họ tranh thủ mua thêm thuốc tây dự phòng lúc bất chắc. Một số gia đình từ các khu vực lân cận thì họ đi xe máy và đi vỏ lại đến chợ thứ 11 để mua các nhu yếu phẩm dành cho sinh hoạt trong gia đình như là đường, dầu ăn, bột ngọt, mì gói và nhất là các loại sữa. Ngoài ra, người dân còn tranh thủ mua các loại công cụ phục vụ cho việc sản xuất và đánh bắt. Tính đến 11 giờ trưa ngày hôm nay thì chợ đã vắng và Miệt Thứ đã đón nhận một cơn mưa khá là lớn trong sáng ngày hôm nay. Và hãy cùng Miệt Thứ chúng ta sẽ cùng đi chợ sáng ngày hôm nay tại thị trấn thứ 11, khu vực trung tâm thương mại thị trấn thứ 11 và chợ Chồm Hộm, kinh Hạng. Chúng ta sẽ được chứng kiến một không khí mua sắm thương thực thực phẩm không khác gì là ngày Tết. Thank you.
rồi bán rồi còn được đâu hết luôn chứ. Không có bán hả? Không có đi vậy. We'll be right back.